Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi. Tập 375. Thần Đạo Đan Tôn chương 3749, Hồng Thiên Lượng bại. A, à, Lăng Hàn kinh ngạc. Vừa rồi Lăng Ca rõ ràng cũng bạo phát. Mặc dù không có thể hiện huyết khí ra, nhưng huyết khí một khi sôi trào, đó chính là không thể bỏ dở. Vì sao người này lại có thể dừng lại trên đường? Điều này chẳng phải có ý nghĩa, hắn còn có thể bạo phát lần thứ hai, lần thứ ba, thậm chí trăm lần. Còn có ai? Thân hình Lăng Ca nhảy ra, một chân dẫm lên trên ngực Mãn Hoành Thắng, nhìn lướt về phía mọi người một vòng, tất cả đều là đống cặn bã. Một người có thể đánh cũng không có. Lăng Ca thực sự uy vũ. Âm thanh vuốt mông ngựa lại vang lên. Mọi người thấy vậy, lại thiếu chút nữa tức giận muốn xông tới giết người. Người này lại là Tần Chính Sơ, ngươi là người của Huyền Bắc Quốc, cha ngươi còn là một trong bốn đại soái, nhưng ngươi lại có thể ngang nhiên nịnh nọt ngoại bang, còn có phẩm hạnh gì đáng nói sao? Tần Chính Sơ, ngươi thật sự làm cho ta phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Hiên Viên Định Quốc không nhịn được giễu cợt nói. Hiên Viên, ngươi đây là không ăn được nho nói nho chua. Ngươi đố kỵ ta cùng với Hổ Thiếu kết giao bằng hữu. Tần Chính Sơ chẳng biết xấu hổ nói. Hiên Viên Định Quốc tức giận đến mức run rẩy, chỉ trích nói, Kim Cương đại soái làm sao có thể sinh ra hậu địa không chịu nổi giống như ngươi. Ngươi quá kiêu ngạo. Lăng Ca chỉ vào Hiên Viên Định Quốc, nói, Tần Ca là bằng hữu của Hổ Thiếu chúng ta. Ngươi sỉ nhục Tần Ca chính là sỉ nhục Hổ Thiếu chúng ta. Tới đây, xem Lăng Ca thu thập ngươi như thế nào. Hiên Viên Định Quốc lại hừ một tiếng, hắn là thân phận gì? Nhị thế tổ cao cấp nhất của Huyền Bắc Quốc. Hiện tại lại có thể bị người ta khinh bỉ như thế, bảo hắn làm thế nào nhận được. Chỉ có điều hắn là cực cốt cảnh, đối phương lại chỉ là hoán huyết cảnh. Hắn thắng thì được gì? Hiện tại đã diễn ra va chạm thăng cấp đến trình độ hai nước. Hắn dựa vào cảnh giới thắng được, cũng không có hào quang gì. Nếu bị thua, vậy càng mất mặt hơn. Không thể nói là không có khả năng bại, bởi vì hắn vừa đột phá. Tuy rằng các hạng năng lực đều có nâng cao rất lớn, nhưng dù sao còn không có vững chắc cảnh giới. Chiến lực so với thời điểm ngũ biến đỉnh phong, tối đa tăng lên gấp đôi. Lăng Ca này mạnh đến mức biến thái, hắn hoàn toàn không có thắng nắm chắc. Ta cũng không có ý định ỷ lớn hiếp nhỏ. Hiên Viên Định Quốc lạnh lùng nói, lấy lý do này để cự tuyệt chiến đấu. Phi, phế vật. Lăng Ca hừ một tiếng. Chẳng qua là người hoang dã không khai hóa, có cái gì tốt để đắc ý. Một âm thanh lạnh lùng truyền tới, chỉ thấy một nam tử cũng đi nhanh tới. Hồng Thiên Lượng. Nhất thời, người người hưng phấn. Hồng Thiên Lượng tới. Tuy rằng ở trên cuộc so tài săn bắn, hắn bại bởi Lăng Hàn, nhưng hoàn toàn không thể phủ nhận sự cường đại của hắn. Hơn nữa nhiều ngày qua như vậy, có lẽ hắn đã mạnh hơn rất nhiều. Đang lúc mọi người chờ mong, Hồng Thiên Lượng bước lên lôi đài. Hồ Thiếu liếc mắt nhìn Hồng Thiên Lượng, mắt không khỏi nhất thời sáng lên, người này có chút thực lực. Tiểu Lang, Hổ Thiếu nói, người này có chút thực lực. Có người mặc áo khoác lập tức kêu lên. Lăng Ca cười hắc hắc, vậy ta liền lấy ra 7 phần thực lực đi đối phó hắn. Hồng Thiên Lượng càng lúc càng trầm ổn, bằng không hắn nghe được câu này tất nhiên sẽ nổi giận. Nhưng nhiều lần bại ở trong tay của Lăng Hàn, khiến cho tính cách của hắn cũng có biến hóa rất lớn. Hắn chỉ chuyển hai tay thành dạng chảo, phía sau có huyết khí màu bạc di chuyển. Hắn đã tiến vào tam biến, tốc độ tiến cảnh thật kinh người. Theo một ca ca yêu nghiệt, thực lực lại có thể tăng như bão táp sao? Hồng Thiên Lượng lập tức sôi trào huyết khí. Ầm. Huyết khí ngưng thú, hóa thành một con hổ trắng, ở nơi đây lặng lẽ phát ra tiếng rít gào. Nhưng mỗi người lại cảm giác linh hồn mình đều đang run rẩy, không nhịn được muốn nằm xuống. Quả nhiên, có chút thực lực, thân thể Lăng Ca cũng tăng lên một vòng. Chỉ có điều, ngươi lại dám ngưng tụ thành hình hổ, thực sự to gan lớn mật. Vèo. Hắn nhảy một cái trở lại lôi đài, chủ động xông về phía Hồng Thiên Lượng. Ầm ầm ầm, hai người chiến đấu kịch liệt, nhưng Hồng Thiên Lượng lập tức lại rơi xuống hạ phong. Không có cách nào, hắn chỉ là tam biến, ở trên lực lượng nguyên thủy kém hơn so với Lăng Ca quá nhiều. Dưới huyết khí sôi trào bạo phát, vậy lại càng kém hơn nhiều. Ngươi lại chỉ có chút thực lực như vậy sao? Lăng Ca có chút thất vọng nói. Hồng Thiên Lượng không hề dao động, chỉ là hừ lạnh một tiếng. Ầm. Trên hai tay của hắn lập tức có một tầng ánh sáng màu xám quấn quanh. A,
năng lượng cấp độ cao. Lúc này Lang Ca mới lấy làm kinh hãi. Ở trong Huyền Bắc Quốc lại còn có người có thể sử dụng năng lượng cấp độ cao. Hắn thấy trong quốc gia lạc hậu như vậy, hẳn cũng không có người nào có thể chạm đến lĩnh vực này. Chỉ có điều, ngươi còn kém xa lắm. Lang Ca hét dài một tiếng, hai tay vung vẩy, cũng có ánh sáng rực rỡ chớp động. Hồng Thiên Lượng nhất thời kinh sợ, đối phương lại cũng có thể hấp thu năng lượng cấp độ cao. Phải biết rằng, thậm chí ngay cả yêu nghiệt Lăng Hàn này cũng không biết. Hắn không chút do dự cùng đối phương liều mạng, phân ra cao thấp. Năng lượng màu xám trên tay hắn rất nhanh đã bị chấn động tới mức tán loạn. Lang Ca lại thừa thắng truy kích, một đòn đánh Hồng Thiên Lượng bay ra khỏi lôi đài. Tất cả mọi người im lặng không phát ra một âm thanh nào. Ngay cả Hồng Thiên Lượng cũng bị thất bại thảm hại. Trong hoán huyết cảnh còn có ai có thể địch nổi Lang Ca này sao? Ha ha ha, ha 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 ha. Lang Ca cười một cách điên cuồng, đúng là một người không ai bì nổi, một kẻ kiêu ngạo. Gào cái quỷ gì chứ? Không biết mình giống sói chu, rất khó nghe sao? Lăng Hàn ung dung nói. Ở trong hoàn cảnh yên tĩnh này, lời hắn nói lại có vẻ đặc biệt đột ngột. Nhất thời, ánh mắt mọi người đều về phía Lăng Hàn nhìn lại. Lăng Hàn để chén rượu xuống, bất chợt đứng lên. Lại là ngươi. Lăng Ca nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn, ánh mắt sáng quắc. Lăng Hàn cười nhạt, nói, thế nào, mới vậy đã nhớ ta sao? Ba hoa. Lăng Ca hừ một tiếng, ngoắc ngoắc tay, nói, lên đây, xem Lăng Ca thu thập ngươi như thế nào. Lăng Hàn nhảy lên lôi đài, giãn gân cốt, nói, hy vọng ngươi da thô thịt dày một chút, chịu đánh được một chút. Lăng Ca giận dữ, ngươi còn chưa có đánh lại lớn lối như vậy, thật đáng ghét. Hắn không nhịn được, lập tức vọt về phía Lăng Hàn. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 3750, Yêu tộc 1. Hồng Thiên Lượng lập tức lộ ra vẻ quan tâm. Mặc dù không có nhìn thấy được mặt của Lăng Hàn, nhưng hắn đối với âm thanh của Lăng Hàn có thể nói là đã khắc sâu, lập tức liền nhận ra được. Tâm tình của hắn lúc này hết sức phức tạp, hắn hy vọng Lăng Hàn có thể thắng. Bởi vì đoàn người Lăng Ca là người Việt triều, trời sinh đối địch. Nhưng nếu như Lăng Ca bị Lăng Hàn đánh bại, trong lòng hắn lại sẽ không vui, bởi vì hắn thất bại. Lăng Hàn hoàn toàn không có chút sợ hãi nào, một quyền cứng rắn đánh về phía trước. Kinh lực bắn ra bốn phía, hai người vươn cánh tay ra, đều không nhúc nhích, hợp lại một thế lực ngang nhau. Cái gì? Những người mặc áo khoác đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Cho dù là Hổ Thiếu cũng đứng thẳng người. Bọn họ tất nhiên biết Lang Ca là tu vi ngũ biến. Hơn nữa lấy huyết mạch cường đại của bọn họ, lực lượng vượt xa so với ngũ biến bình thường. Nhưng Lang Hàn rõ ràng chỉ là tam biến. Huyết khí này rất rõ ràng, màu bạc tinh khiết, có nghĩa là đạt tới tam biến đỉnh phong. Nhưng tam biến lại có thể chống lại ngũ biến. Điều này còn có thiên lý sao? Lấy yếu thắng mạnh không phải là chuyện chỉ có bọn họ mới có thể làm được sao? Nhân tộc, coi thường ngươi rồi. Lăng Ca lập tức hét lớn một tiếng, vèo vèo vèo. Hai tay hắn vung lên rất nhanh, lại phối hợp với thân hình hắn cong lên, đã hoàn toàn không giống người, mà là một con sói hoang. Giấu đầu lộ đuôi, hiện ra mặt mũi thật cho ta. Lăng Hàn triển khai yêu hầu quyền, một quyền đánh ra. Lực quyền ngưng tụ thành một con yêu hầu, khí phách vô song, giống như có thể trấn áp thiên địa. Cái gì? Hổ Thiếu lập tức trở nên kích động, Lăng Ca lại giận dữ. Chính ngươi cũng mang theo mặt nạ, còn dám chỉ trích ta giấu đầu lộ đuôi. Hắn hét lớn một tiếng, cùng Lăng Hàn va chạm. Một cảnh tượng kinh người xuất hiện. Kinh khí đánh ra yêu hầu này giống như sống lại, cứng rắn cắn nuốt kinh khí do Lăng Ca đánh ra, sau đó tiếp tục lao tới. Lăng Ca nhất thời bị đánh bay, áo choàng nổ tung, hiện ra mặt mũi thật của hắn. Áo choàng của Lăng Ca nổ tung, hiện ra mặt mũi thật, lại khiến cho tất cả mọi người há hốc miệng. Bọn họ nhìn thấy gì? Đây là một người sao? Lăng Ca khoác áo choàng, không có người nào nói hắn không giống người. Chỉ là khi lật ra, chênh lệch này lại quá lớn. Bởi vì hắn lại có thể có một cái đầu sói. Không chỉ như vậy, toàn thân hắn cũng đầy lông, năm đầu ngón tay sắc bén, tản ra hàn quang. Khó trách toàn thân trước đó đều bao phủ ở trong áo choàng. Hơn nữa người bị hắn thương tổn giống như bị lợi chảo xẹt qua, bởi vì đây là sự thực.
Cái gì? Lại là một con sói? Nhưng sói làm sao có thể nói? Hơn nữa, hắn thế nào lại giống như là một con người vậy? Tiếng mọi người kinh ngạc kêu lên bốn phía. Ai có thể nghĩ tới trong sứ giả Việt triều lại có một con sói? Người sói sao? Lăng Hàn cũng kinh ngạc. Ngươi thành tinh. Nhưng yêu thú hoán huyết cảnh tuy rằng từng trải dịch chuyển trình độ sinh mạng cực lớn, chắc hẳn vẫn không đến mức biến thành trồn người, mở miệng thốt ra tiếng người chứ. Hắn trực tiếp hỏi, ngươi uống thuốc gì, lại có thể biết nói. À, làm sao ngươi biết ta ăn quả biến hóa? Con người sói này cảm thấy kỳ quái hỏi. Lăng Hàn cười, nói, ta không biết, là ngươi nói cho ta biết. Người sói sờ sờ cái đầu lông xù, không khỏi lộ ra vẻ mặt vẻ áo não. Hóa ra là hắn nói lỡ miệng. Lăng Hàn lắc đầu, tuy rằng thoạt nhìn giống người, nhưng chỉ số thông minh vẫn không thể nào tăng lên. Đáng giận, đừng tưởng rằng ngươi thắng. Người sói hét lớn một tiếng. Toàn thân hắn bắt đầu tăng lên, giống như thổi khí, lớn hơn đủ một vòng. Hắn sôi trào huyết khí, tiến vào trạng thái bạo phát. Thật đúng là không bình thường. Lăng Hàn cũng không sôi trào huyết khí. Hắn chỉ có một lần cơ hội bạo phát, duy trì liên tục 10 phút. Người sói này hiển nhiên không đáng để hắn bạo phát. Hắn triển khai thân hình, triển khai phi toa bộ, tốc độ lao tới gấp 2 lần tốc độ âm thanh. Cho dù muốn né tránh công kích cực cốt cảnh cũng không tính là vấn đề hóc búa. Tốc độ của hai người đều cực nhanh, điện quang thạch hỏa, khiến cho mắt người cũng khó có thể nắm bắt được. Mọi người nhìn đều thấy hoa cả mắt. Trước đó người sói không sôi trào huyết khí, lại có thể chống đỡ công kích mãn hoành thắng ở dưới trạng thái bạo phát. Nhưng bây giờ hắn bạo phát, lại căn bản đánh không trúng Lăng Hàn. Một sự so sánh như thế, có thể cho thấy Lăng Hàn cường đại tới mức nào. À, nam nhân đeo mặt nạ này là ai, cũng quá mạnh đi. Phải biết rằng ngay cả Hồng Thiên Lượng cũng thua ở trong tay người này. Người sói nhiều lần không có cách nào đánh trúng Lăng Hàn, không khỏi hét lớn, nhân tộc, ngươi là con chuột sao, thế nào chỉ biết chạy vậy? Lăng Hàn cười nhạt, trong lòng hắn thầm nghĩ ngươi không có nhìn thấy con yêu chuột ở bãi săn bắn kia. Nếu như thấy con yêu thú này, còn dám nói những lời này, vậy ta thực sự phải nói ngươi là hán tử. Hắn không có để ý tới. Sau khi kéo dài khoảng cách, hai tay hắn liên tục vung vẩy. Phụt phụt phụt, kinh khí đánh vào trên thân của con người sói, nhưng ngay, cả lông cũng không có rơi lấy một sợi. Nhân tộc ngu xuẩn. Sau khi ta bạo phát, không chỉ lực lượng, tốc độ cũng tăng vọt. Cho dù là phòng ngự cũng vậy, các người sôi trào huyết khí là có thể so sánh sao? Người sói ngạo nghễ nói, tất cả mọi người không cam lòng. Người sói này động một chút là nhân tộc các ngươi, hoàn toàn là phóng đại chiêu kéo thù hận. Vị đại ca này, nhanh chóng giết con yêu lang này, ta mời ngươi uống rượu. Có người nhìn về phía Lăng Hàn kêu lên, ta cũng mời ngươi uống rượu. Từ nay về sau, ngươi chính là bằng hữu của Ngưu Khải ta. Ta giới thiệu tỷ tỷ của ta cho ngươi. Lăng Hàn liếc mắt thoáng nhìn người muốn hắn làm em rể, không khỏi sợ run cả người. Xin nhờ, mặt ngươi dữ tợn, vạm vỡ giống như là khối đá lớn, thực sự rất khó tưởng tượng ra dáng vẻ tỷ tỷ của ngươi thế nào. Đã chết, người sói vung chảo lên, nhất thời từng ánh sáng màu đen bám vào trên kình khí, quét về phía Lăng Hàn. Công kích kèm theo năng lượng cấp độ cao, vô cùng đáng sợ. Chỉ là, đánh không trúng người thì có ích lợi gì? Lăng Hàn hừ một tiếng, ngươi lại biết. Hắn cũng lấy niệm lực khai thông năng lượng cấp độ cao. Trên hai tay lập tức bao phủ một tầng năng lượng màu vàng. Ầm. Một quyền đánh ra, năng lượng màu vàng kèm theo kình lực đánh ra. Người sói vung chảo tấn công. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Thần Đạo Đan Tôn chương 3751, Yêu tộc 2. Ầm, hai năng lượng va chạm vào nhau, trên tay người sói lập tức bắn ra máu tươi. Nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, cho dù là hổ thiếu cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Điều này có nghĩa là Lăng Hàn dẫn động năng lượng cấp độ cao vượt qua người sói. Sao có thể như vậy được? Chỉ là nhân tộc, làm sao có thể mạnh như thế? Hồng Thiên Lượng cũng há hốc miệng, chấn động kinh ngạc đến không nhịn được. Lăng Hàn lại có thể nắm giữ năng lượng, cấp độ cao, hơn nữa còn trâu bò như vậy. Đây là điều hắn có thể kiêu ngạo, nhưng còn bây giờ thì sao? Niềm kiêu ngạo của hắn lại bị đánh tan, hắn còn có điểm nào có thể so sánh cùng Lăng Hàn? Lăng Hàn gào to một tiếng,
không ngừng ra quyền. Vèo vèo vèo. Kinh khí điên cuồng gào thét, ánh sáng màu vàng đan xen vào. Bây giờ lực lượng của người sói vượt qua Lăng Hàn, nhưng tốc độ vẫn chỉ hơn vận tốc âm thanh, không lên tới gấp 2 lần. Điều này có nghĩa là Lăng Hàn có thể dễ dàng tránh thoát công kích của hắn. Nhưng công kích Lăng Hàn đánh ra thì sao? Khó khăn, có vài lần hắn tránh được. Có vài lần hắn tránh không được, kinh lực kèm theo năng lượng màu vàng với sức mạnh vô địch có thể dễ dàng xé rách phòng ngự của hắn. Như thế hắn chỉ có chịu đòn bị thương không có cách nào đánh trả. Đánh như vậy có bao nhiêu ủy khuất. Người sói gầm thét giận dữ, nhưng điều này hoàn toàn không có thể thay đổi được kết cục hắn bị điên cuồng đánh bẹp. Chỉ là hắn rất dẻo dai, giống như là một chiến sĩ trời sinh, không chiến đấu đến lúc mệt mỏi hết lực, không chiến đấu đến khi chảy hết một giọt máu tươi cuối cùng, hắn tuyệt đối sẽ không ngã xuống. Cho dù là Lăng Hàn cũng không khỏi dâng lên vài phần bội phục. Nhưng hắn lại không chút lưu tình, lấy thế bẻ gãy nghiền nát đánh bại người sói. Ầm. Người sói bay ra khỏi lôi đài, nằm ở trên mặt đất, không có cách nào đứng được. Bội phục là một chuyện, nhưng lập trường khác nhau, Lăng Hàn tất nhiên cũng không có đạo lý nào nhường hắn. Tốt lắm, đánh chết hắn đi, ai bảo ngươi ngang ngược. Tất cả mọi người gào lớn. Trước đó, người sói vừa chiến liền thắng, ép tới bọn họ cũng không thở nổi. Hiện tại Lăng Hàn đánh bại người sói, tất nhiên khiến cho bọn họ nhảy cẫng lên hoan hô. Tiểu Lang, người mặc áo khoác đều vọt ra ngoài, nâng người sói quay về, phát hiện hắn chỉ bị chút tổn thương da thịt, kiệt sức ngất đi, bọn họ mới nhất thời yên lòng. Ngươi là người nào? Một người, mặc áo khoác nhảy lên lôi đài, tháo mặt nạ xuống. Hắn ngược lại cũng không để cho Lăng Hàn trả lời, đã đưa tay lên kéo xuống. Áo choàng nhất thời rơi xuống đất, đây cũng không phải là một nhân loại. Tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn rất giống, lại mọc ra một cái đầu dê, còn có hai cái sừng nhỏ, tản ra hàn quang giống như kim loại vậy. Việt Triều, chính là Hoàng Triều yêu thú tạo thành sao? Ở trong lòng Lăng Hàn lập tức lắc đầu. Đường đường là nhân loại, linh của vạn vật, làm sao có thể thần phục với dưới yêu thú? Ngươi có thể đánh thắng ta, tất nhiên có thể vạch trần mặt nạ của ta. Dựa vào bản lĩnh đến đây đi, hắn thản nhiên nói. Nhân tộc thật cuồng, người dê có vẻ rất phẫn nộ, hai chân bắn ra. Ầm, hắn bạo phát ra tốc độ nhanh tới mức kinh người. À, hắn rõ ràng là hoán huyết cảnh, thế nào tốc độ này lại đạt tới gấp 2 lần tốc độ âm thanh. Lăng Hàn ngưng quyền, đánh về phía đối phương. Ầm, hai người đánh nổ một cái, ai cũng đều bị đẩy lui, ở trên phương diện lực lượng khó phân cao thấp. Trở lại. Người dê quát, một quyền của hắn, không, một chân đá tới, bao phủ một lớp năng lượng giống như bụi mưa lất phất. Lăng Hàn triển khai yêu hầu quyền, cùng người dê va chạm. Ầm, 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 Lăng Hàn dùng tới lực lượng chồng 20 tầng. Năng lượng cấp độ cao quấn ở trên nắm đấm của hắn, một tát đánh vào trên chân của người dê. Ánh sáng rực rỡ chớp loạn, cái này vừa có lực lượng nguyên thủy va chạm, cũng có năng lượng cao tầng đánh nổ. Từng chiêu từng thức này đều không có bất kỳ hoa chiêu nào, hoàn toàn là dùng lực mạnh đối đầu. Thành tựu của Lăng Hàn ở trên phương diện yêu hầu quyền đã tiến thêm một bước. Trong một quyền đánh ra, có ảo ảnh một con yêu hầu xuất hiện, mở miệng hút một cái. Cuối cùng lại phát sinh hiệu quả hấp thu đôi với năng lượng cấp độ cao của người dê. Cho dù yêu thú trời sinh ra thô thịt dày, vốn có thể chiếm ưu thế ở trên phách, nhưng bây giờ vẫn bị Lăng Hàn đánh cho. Chân cũng gãy ra. Máu tươi cuồn cuộn chảy ra. Bị đau, người dê này càng cuồng bạo hơn. Hắn liên tục gầm lên giận dữ, thân thể nhất thời lớn hơn một vòng. Hắn bạo phát, dương giác trùng. Hắn giống to một tiếng, đầu hơi nghiêng về phía trước, sau đó vọt về phía Lăng Hàn. Ầm, dưới hai chân phát lực, hắn bạo phát ra tốc độ kinh người, gấp 2,5 lần. Con yêu dê này vốn lại lấy tốc độ tăng trưởng, cho dù hóa thành hình người vẫn duy trì ưu thế này. Nói cách khác, cho dù dưới huyết khí sôi trào bạo phát, hoán huyết cảnh cũng không có khả năng đạt được gấp 2 lần tốc độ âm thanh, huống gì là đạt được 2,5 lần. Sợ ngươi sao? Lăng Hàn lãnh đạm thản nhiên, tần suất công kích triển khai, đánh về phía đầu dê. Ầm. Dưới va chạm, nhất thời hình thành sóng công kích khủng khiếp, chấn động về phía bốn phương tám hướng, lại thêm âm thanh gấp hơn 2 lần vận tốc âm thanh, điều này quá kinh khủng. Chỉ thấy bàn ghế bình rượu đều bay ra, đập về phía tường hai bên. Dương Quân thắng, người của Việt Triều đều thăm dò. Nếu như ngay cả Dương Quân cũng không thể giải quyết được nhân tộc này, vậy sẽ hình thành công kích quá lớn đối với bọn họ.
chắc hẳn là thắng. Chiêu xông tới này của Dương Quân này vốn vô cùng đáng sợ. Hơn nữa lại thêm dưới tình trạng bạo phát, ngay cả đối với Nhất Cốt cũng đủ để tạo thành uy hiếp chí mạng, huống gì chỉ là hoán huyết cảnh. Chỉ có điều, có thể ép Dương Quân đến phân thượng này, nhân tộc này cũng không phải hoàn toàn không có năng lực. Có tư cách làm một người hầu cho Hổ Thiếu. Những người mặc áo khoác đều gật đầu, giống như làm người hầu cho Hổ Thiếu là một chuyện vô cùng vinh quang. Cái gì? Mà khi bụi bặm tan hết, bọn họ lại phát hiện Dê Quân đã ngã trên mặt đất, đầu đầy máu tươi, một cái sừng còn bị đánh bay, khiến cho một cái sừng khác có vẻ vô cùng cô đơn. Chuyện này, dưới một đòn Dương Quân bạo phát ra tất cả chiến lực, ngược lại làm cho bản thân bị gãy một cái sừng. Lăng Hàn thì sao? Ách, tuy rằng lòng bàn tay quả thực chảy máu, lại đứng vững vàng, hình như không có dấu hiệu chống đỡ hết nổi ngã xuống. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 3752, Xà Nữ. Nói cách khác, trận chiến thứ hai Lăng Hàn cũng toàn thắng. Còn có người nào càng lợi hại hơn sao? Lăng Hàn vừa thản nhiên nói, vừa nhìn về phía người của Việt Triều. Những lời này rất thể hiện, nhưng khí thế ép hai trận thắng liên tiếp lại làm cho nhiệt huyết của mọi người xung quanh đều sôi trào. Ai nói nhân tộc yếu hơn yêu tộc? Nhìn đi, đây là chứng cứ rõ ràng. Đám người Hổ Thiếu đưa mắt nhìn nhau. Tuy rằng trong bọn họ còn có cấp bậc ngũ biến, nhưng chiến lực của người đó cũng không quá người sói, người dê, khẳng định không phải là đối thủ của Lăng Hàn. Phải biết rằng, nhân tộc này vẫn chưa dùng tới huyết khí sôi trào. Ta đến đây. Một người mặc áo khoác đi ra, sau đó đưa tay kéo áo choàng xuống, hiện ra một gương mặt mỹ lệ lại quyến rũ. Đây đúng là một nữ tử. Trước đó, toàn thân nàng đều bao phủ ở trong áo choàng, đừng nói là mặt, ngay cả dáng người cũng không nhìn thấy được, tất nhiên không thể phân biệt được giới tính. Nhưng bây giờ áo choàng vừa được kéo xuống, ánh mắt mọi người hất thời sáng lên. Nữ tử này không chỉ mỹ lệ kinh người, hơn nữa dáng người tuyệt đẹp, hình như yếu ớt không có lực gờ, khiến người ta muốn kéo tới cẩn thận tỉ mỉ che chở. Xà nữ, tuy rằng nàng không mọc một cái đầu rắn, nhưng có thể nhìn thấy được ở phần cái cổ, cánh tay lộ ra, trên da thịt đầy mảnh vảy. Nhất là thân hình giống như rắn nước này, thực sự chỉ bằng một nắm tay. Cho dù mọc đầy mảnh vảy màu xanh cũng không khiến cho người ta buồn nôn, chỉ cảm thấy sự loại khác này tràn ngập quyến rũ. Ta là Xà Loạn Âm. Xà nữ này nói, hai cánh tay rung lên. Trong mỗi tay đã có thêm một thanh trường, kiếm, sáng loáng, pháp khí không gian. Lăng Hàn có chút kinh ngạc. Ở Huyền Bắc Quốc, cho dù là nhị thế tổ như Hiên Viên Định Quốc cũng không có pháp khí không gian, chỉ có thể mượn ca ca tỷ tỷ lớn tuổi hơn. Có thể thấy được đồ này là chân quý và hy hữu tới mức nào. Nhưng trên người xà nữ này lại có một cái pháp khí không gian, chắc hẳn sẽ làm rất nhiều nhân vật lớn đều động tâm. Lăng Hàn không hề động đậy, chỉ ngoắc ngoắc ngón tay, nói, tới chiến đấu. Một khi đứng ở mặt đối lập với hắn, vậy không phân biệt nam nữ, đều là kẻ địch của hắn. Xà nữ cầm trường kiếm xông ra, chém qua về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn lấy ra năng lượng thạch, bảo vệ ở trên hai nắm đấm của mình, sau đó cùng trường kiếm va chạm. Đinh đinh đinh, vừa tiếp xúc, hắn lại nhíu mày. Bởi vì lực lượng của đối phương quá cường đại, ta là tu vi nhị cốt. Xà nữ nói, một kiếm chém ra, có hàn quang đặc biệt chớp động. Nàng cũng vận dụng năng lượng cấp độ cao, bám vào ở trên thân kiếm, khiến cho kiếm nắm giữ lực phá hoại càng kinh người hơn. Lăng Hàn giơ hai tay đón nhận, hắn chỉ cảm thấy năng lượng thạch đã tiêu hao cực nhanh. Một kiếm chém qua lại cơ bản đã tiêu hao hết. Kém một cảnh giới lớn, bất kể ngươi có tích lũy thế nào, cũng tụt lại phía sau ta, làm thế nào địch nổi được. Xà nữ nói, đầu lưỡi vừa dài vừa nhỏ, còn tách, cất giữ đặc trưng của loài rắn. Quét, một kiếm lại chém tới, Lăng Hàn không tiếp tục cứng rắn đón đỡ. Điều này tiêu hao đối với lực tinh thần quá lớn. Hắn lấy ra đoạn kiếm gãy. Nếu ngươi sử dụng binh khí, ta tất nhiên cũng không cần khách khí. Hai người va chạm vào nhau, kiếm khí chói mắt, phụt phụt phụt. Bất kể là kiếm khí của ai đều nắm giữ lực phá hoại vô cùng đáng sợ. Trên tường nhất thời hiện ra từng vết rạch. Thời điểm đấu trường dưới lòng đất này được xây dựng, thiết kế cũng chỉ suy tính tới cường độ chiến đấu của thông mạch và hoán huyết cảnh. Nhưng bây giờ trước sau khi trải qua, mấy trận chiến đấu lại đạt tới cực cốt cảnh, xà nữ còn là tồn tại nhị cốt,
lực phá hoại còn muốn vượt quá nhị cốt. Ở dưới đại chiến như vậy, đấu trường dưới lòng đất lộ dấu hiệu lung lay sắp đổ. Người thực lực yếu đã sớm rời khỏi đó, nhưng vẫn có rất nhiều người còn đang quan sát cuộc chiến. Bọn họ tin tưởng cho dù ở đây sụp xuống, mình cũng có thể phá, lao ra ngoài, sẽ không bị đè chết ở phía dưới. Tay phải của Lăng vung kiếm, tay trái lại ngưng tụ thành quyền. Yêu hầu quyền được triển khai. Hắn đẩy uy lực tần suất công kích lên mức lớn nhất, đủ 20 lần chồng chất lực lượng, điên cuồng đánh về phía xà nữ. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mọi người lưu lại đều nhe răng. Dựa vào, hoán huyết cảnh có thể cường đại đến mức như vậy sao? Không tệ không tệ, thực lực thật đúng là không tệ. Xà nữ gật đầu, lộ ra vẻ tán thưởng. Ngươi có tư cách đầu nhập vào hổ thiếu. Dựa vào, đã cường đại như vậy, lại còn chỉ xứng làm nô tài cho người ta. Ngươi cho rằng như vậy là chịu ủy khuất sao? Xà nữ cười lạnh. Phụ thân của hổ thiếu chính là đại tướng quân của Việt triều ta, cường giả tầm bí cảnh. Bản thân hổ thiếu cũng là cao thủ minh văn cảnh. Ngươi chỉ là một hoán huyết cảnh, có thể đi theo chủ nhân như vậy, còn có cầu mong xa vời cái gì nữa. Trong lòng Lăng Hàn chấn động, hổ thiếu này lại có thể không phải là hoàng tử Việt triều lần này tới đây. Hiên Viên Định Quốc nói qua, hoàng tử lần này tới đây chính là tu vi khai khiếu cảnh. Cho nên nếu hổ thiếu là minh văn cảnh, vậy tuyệt đối không thể là vị hoàng tử kia. Hơn nữa, bản thân xà nữ cũng nói, phụ thân của hổ thiếu chính là một đại tướng quân, cường giả tầm bí cảnh. Tầm bí cảnh lại là cái gì? Lăng Hàn không biết. Dù sao hắn chỉ nghe nói về sinh đan cảnh, không biết so sánh cùng tầm bí cảnh, cái nào mạnh hoen. Không có cách nào, hắn đối với phân bố cảnh giới trên khai khiếu hoàn toàn không biết gì cả. Lăng Hàn cười nhạt, nói, hổ thiếu đúng không? Ới, áp chế cảnh giới như nhau, có thể đánh thắng ta lại bán mình ra. Ngược lại, nếu như hổ thiếu thua, vậy hãy làm nô bộc của ta. Lớn mật. Không chỉ là xà nữ quát lạnh, những người mặc áo khoác khác cũng lần lượt gầm lên phẫn nộ. Nhân tộc này thật đúng là to gan lớn mật, lại dám nói muốn để cho hổ thiếu làm nô. Thế nào? Lại chỉ có các ngươi có thể phát ngôn bừa bãi sao? Lăng Hàn cười nói, hổ thiếu, có dám hay không? Hổ thiếu không nói gì, chỉ xem như không nghe thấy. Làm càn, dựa vào ngươi cũng xứng giao đấu cùng hổ thiếu sao? Xà nữ xông qua tấn công, từng kiếm sắc bén. Lăng Hàn cười giễu cợt nói, đánh không lại thì đánh không lại, không nên giả mồm cãi láo. Nhân tộc, ngươi không nên tự tìm đường chết. Xà nữ giận dữ, vèo vèo vèo, từng kiếm ép sát. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 3753, Thiên Phú Thần Thông. Lăng Hàn triển khai phi toa bộ, cũng không cùng xà nữ liều mạng. Lực lượng tam cốt quá cường đại, liều mạng không phải là cách làm khôn ngoan. Nhưng lực lượng chỉ là một bộ phận của chiến lực, tuy rằng vô cùng quan trọng, nhưng tốc độ, kỹ xảo, phản ứng tại chỗ đều có liên quan mật thiết. Xoạt xoạt, xà nữ đánh ra hai kiếm thất bại, Lăng Hàn đang muốn phản kích, đã thấy hàn quang lóe lên, lại có thể có một đạo kiếm quang chém tới. Lăng Hàn nhất thời kinh sợ, vội vàng lấy đoạn kiếm gãy đón đỡ. Đinh, một tiếng động vang lên. Lực lớn truyền đến, thân hình của hắn lập tức bị chấn động tới mức cong vẹo. Nhưng như vậy còn chưa xong, đạo kiếm quang thứ tư đã chém tới. Lăng Hàn không có cách nào, chỉ có thể lấy năng lượng thạch quấn ở trên nắm tay, nghênh đón. Soạt, một kiếm này chém qua, Lăng Hàn nhất thời bị đánh bay ra ngoài, trên tay có thêm một vết máu. Máu tươi nhỏ xuống từng giọt, hắn đứng vững, nhìn xà, nữ, lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì hiện tại xà nữ thình lình có bốn cánh tay. Trong mỗi bàn tay đều nắm một thanh kiếm, lạnh phát ra ánh sáng chập chờn. Dựa vào, chẳng trách mình trúng chiêu. Hóa ra nữ nhân này lại có bốn cánh tay, ở trong chiến đấu đột nhiên lại xuất hiện ra hai cánh tay, tất nhiên có thể nhận được hiệu quả ngoài dự đoán. Xà nữ cũng có chút kinh ngạc, mình bỗng nhiên sử dụng ra một chiêu này, lại chỉ có thể chém thương cánh tay của Lăng Hàn mà thôi. Hiệu quả này kém hơn so với sự mong muốn của nàng rất nhiều. Đáng tiếc quá sắc sảo. Xà nữ lắc đầu. Tuy rằng có chút thực lực có chút thiên phú, nhưng ngươi đối mặt lại là ta. Nàng mở miệng, đầu lưỡi thật dài đưa ra ngoài, hình ảnh này đặc biệt quyến rũ. Nhưng khi thấy trên đầu lưỡi của nàng còn có khí thể màu xanh tản ra,
vậy liền có chút dọa người. Hơn nữa, khí thể này còn đang khuếch tán, tỏa ra khắp xung quanh thân thể của nàng, hóa thành một mảnh sương mù. Lăng Hàn nhướng mày. Tuy rằng ở khoảng cách rất xa, hắn đã ngửi thấy được một mùi buồn nôn, khiến cho hắn có loại cảm giác muốn ngất xỉu. Có độc, rắn, đương nhiên có kịch độc. Lăng Hàn vội vàng nín thở, sau đó uống một viên bách hóa đan. Hắn phải tốc chiến tốc thắng, độc này rất mạnh. Ngay cả bách hóa đan cũng có thể không chống đỡ được thời gian quá lâu. Tiểu tử, ngươi làm sao đấu được với ta? Sàn nữ ngạo nghễ. Lực lượng của ta mạnh hơn ngươi, tốc độ không chênh lệch là bao. Ở phương diện thiên phú thần thông, nhân tộc thúc ngựa cũng kém hơn so với yêu tộc chúng ta. Bốn cánh tay nàng rung lên. Trên bốn thanh kiếm đều quấn lên năng lượng màu xám, nhân tộc các ngươi cần phải tu luyện lực tinh thần, cần phải có linh đồ mới có khả năng khai thông với năng lượng cấp độ cao. Nhưng yêu tộc chúng ta lại khác, theo cảnh giới nâng cao, thần thông tự thành. Mà giống như ta nắm giữ loại huyết mạch thượng cổ này. Nàng dừng lại một chút, toàn thân đã tràn ngập sương mù màu, xanh lục, khu vực khí độc bao phủ, đều là địa bàn của ta. Ngươi làm sao có thể ở trên địa bàn của ta đánh bại ta được? Nghe đến mấy lời nói này, tất cả mọi người lộ ra vẻ hâm mộ. Hóa ra, yêu tộc ở trên phương diện chiến đấu lại có ưu thế cường đại như vậy. Nhân tộc cùng giai làm sao đánh thắng được? Cùng giai cũng đánh không lại, huống gì là bị cảnh giới bị áp chế. Được, vậy tốc chiến tốc thắng. Giọng điệu Lăng Hàn lạnh lùng. Ầm. Huyết khí sôi trào, lực lượng của hắn trong nháy mắt tăng lên một mảng lớn. Ầm. Hai chân hắn phát lực, xông về phía xà nữ. Xà nữ cười lạnh, căn bản khinh thường bạo phát. Theo nàng, lấy cực cốt cảnh đi chiến đấu với hoán huyết cảnh đã khiến cho nàng rất mất thể diện, còn cần bạo phát sao? Hai người lại phát sinh va chạm. Xà nữ không khỏi biến sắc. Lực lượng của Lăng Hàn lại có thể không kém mình. Bí lực của nhân tộc này phải cường đại tới mức nào, hơn nữa biên độ bạo phát cũng quá kinh người. Nàng không dám khinh thường, cũng bắt đầu bạo phát. Yêu thú bạo phát không giống với nhân tộc. Tuy rằng cũng không có khả năng duy trì lâu dài, nhưng có thể dừng lại nửa đường, lưu lại sau này tiếp tục bạo phát. Hai người lại tiếp tục đánh. Lăng Hàn bị chấn động bay ra ngoài, nhưng chênh lệch cũng không lớn giống như trong tưởng tượng. Lăng Hàn rời khỏi khu vực khói độc màu xanh, nói, thảo nào thực lực yêu thú cùng giai cao hơn nhân tộc. Hóa ra yêu thú am hiểu hơn chính là thể thuật, cho nên da thô thịt dày, lực kéo dài. Thì tính sao? Xà nữ lạnh lùng nói. Lăng Hàn cười nhạt, điều này có nghĩa là lực bạo phát của yêu thú cũng sẽ yếu hơn rất nhiều. Nhân tộc tu luyện bí lực, thể thuật chỉ là trợ giúp, chiếm một phần cực nhỏ. Cho nên một khi bạo phát, lực lượng có thể nâng cao gấp hơn 2 lần. Nhưng yêu thú lại là lấy thể thuật tăng trưởng. Điều này làm cho yêu thú nắm giữ lực duy trì liên tục cường đại. Nhưng thời điểm cần phải bạo phát, nhược điểm của thể, thuật lại hoàn toàn để lộ ra. Thì tính sao? Xà nữ khinh thường nói. Ngươi cho dù sôi trào huyết khí, lực lượng cũng không thể so sánh được với ta. Cho dù ta chỉ có thể bạo phát gấp đôi lực lượng, nghiền ép ngươi vẫn không thành vấn đề. A, à, Lăng Hàn cười. Ầm, thân hình hắn vọt ra, phóng về phía xà nữ. Hắn cũng không thể bỏ dở huyết khí sôi trào, cho nên sao có thể lãng phí thời gian quý giá trên phương diện đấu võ mồm. Xà nữ kinh ngạc. Ngươi không phải biết lực lượng của chính mình không bằng ta, còn dám trực diện đánh mạnh. Đây là ngại bị bại không đủ nhanh sao? Nàng tràn ngập lòng tin đối với lực lượng của chính mình. Hơn nữa Lăng Hàn chủ động xông vào trong khói độc. Đây chính là sân nhà của nàng. Như vậy còn không dám đánh sao? Nàng một kiếm chém qua, kiếm quang uy nghiêm đáng sợ. Lăng Hàn lấy đoạn kiếm gãy chém ra, nhưng lực lượng kém hơn quá nhiều. Hắn nhất thời bị chấn động tới mức thân hình lảo đảo. Hắn lập tức lại một quyền đánh ra, năng lượng thạch quấn vòng quanh. Yêu hầu quyền triển khai, lấy tần suất công kích 30 tầng chồng chất đánh ra. Phụt 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 phụt. Xà nữ thi triển ra từng kiếm một, nhưng đều bị Lăng Hàn hóa giải. Tần suất công kích chính là lấy yếu đấu với mạnh. Hơn nữa có năng lượng thạch bảo vệ, cho tay của Lăng Hàn tư cách cứng rắn như lợi khí. Xà nữ vô cùng kinh hoàng. Tại sao công kích của mình ở trước mặt Lăng Hàn hoàn toàn sụp đổ, không chịu nổi một đòn. Nàng vội vàng lui lại phía sau, nhưng tốc độ của Lăng Hàn lại không thể chậm hơn so với nàng. Sau khi khoảng cách đã thu ngắn lại, nàng làm sao có thể vùng thoát ra được? Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại thư viện sách nói miễn phí.
truyệnđọcviệt.com. Thần đạo Đan Tôn chương 3754, người chim. Ầm, chỉ là một quyền mà thôi, Xa Nữ liền bị chấn động bay ra ngoài. Khói độc dần dần tản đi, mọi người đưa mắt tìm kiếm, chỉ thấy Lăng Hàn ngạo nghễ đứng, Xa Nữ lại đang nằm ở trên mặt đất. Trên gương mặt xinh đẹp có một quyền ấn rõ ràng, không có người nói ra lời. Một tồn tại ba cốt cường đại, hơn nữa còn tu luyện ra năng lượng cấp độ cao, nắm giữ thiên phú thần thông, lại nằm xuống như thế. Giống như mộng ảo, Lăng Hàn lại có nỗi khổ tự biết. Hắn tuy rằng chấn động khiến Xà Nữ hôn mê, nhưng bị hắn đối phương chém liên tục mấy kiếm, cho dù là năng lượng thạch cũng không có cách nào hoàn toàn bảo vệ hắn. Mu bàn tay của hắn đã bị chém tới máu tươi đầm đìa. Nếu chỉ như vậy, nhiều lắm cũng là chuyện đau một chút mà thôi. Nhưng ở thời điểm da thịt rách ra, còn có độc tố cũng theo đó tiến vào thân thể. Đây mới thực sự là điểm đáng chết. Hắn vội vàng lại lấy ra mấy viên bách hóa đan ăn vào. Nhưng đối với rắn độc lại không có hiệu quả quá tốt. Độc tố chỉ là tạm thời bị ngăn chặn, cũng không tiêu tan. Clập clập clập, một tiếng vỗ tay vang lên. Chỉ thấy một người mặc áo khoác đi ra, nói có thể đánh bại Xà Muội, nhân tộc ngươi vẫn thật sự có chút lợi hại. Chỉ có điều, ngươi lại từ đâu học được phương pháp của yêu tộc ta? Giao ra phương pháp này, đây là của yêu tộc ta. Lăng Hàn không khỏi cười lạnh, đây là lý do gì? Yêu hầu quyền lại là phương pháp do hầu ca truyền cho hắn, lại có quan hệ gì với những người này? Đỏ mắt thì đỏ mắt, không nên dương ra cờ lớn làm gì? Hắn khinh thường nói, vậy ta không thể làm gì khác hơn là mạnh mẽ lấy về. Người mặc áo choàng này rung hai cánh tay lên, áo choàng lập tức rời khỏi thân thể hắn, hiện ra một cái đầu chim, hai cánh khổng lồ cũng mở ra, cộng lại dài chừng một trượng. Lăng Hàn kinh ngạc, nói, không nghĩ tới ngươi đúng là người chim. Người chim này giận dữ, nói, ta là ưng tộc, ưng trường không chính là ta. Đáng giận. Lại dám nói hắn là người chim, ngươi mới là người chim, cả nhà ngươi đều là người chim. Lăng Hàn a một chút, nói vậy là, ngươi chẳng những là người chim, hơn nữa còn là máy bay chiến đấu trong người chim. Sắc mặt ưng trường không càng lúc càng trở nên khó coi, nhưng cuối cùng lại cười lạnh nói, ta là tu vi tứ cốt. Ở cực cốt cảnh, chênh lệch mỗi một cảnh giới nhỏ, lực lượng chênh lệch đại khái là khoảng 1.000 vạn cân. Ngươi tuy rằng yêu nghiệt, nhưng lực lượng nguyên thủy chỉ có khoảng 1.000 vạn cân, hơn nữa đã dùng hết bạo phát. Ta chính là nhẹ nhàng một quyền, ngươi cũng không có cách nào ngăn cản được. Đây là lời nói thật, lực lượng cực cốt cảnh quá cường đại. Nói cách khác, là một thiên tài lại nắm giữ năng lực chiến đấu nhảy vượt cảnh giới. Lăng Hàn ung dung thản nhiên, hắn còn có đòn sát thủ. Tuy rằng hắn cũng không muốn để lộ ra ngoài, nhưng bây giờ nói, bất kể như thế nào hắn cũng không thể bại. Hiện tại, hắn không chỉ là đại biểu cho Huyền Bắc Quốc chiến đấu, còn đại biểu cho nhân tộc. Mặc dù, hắn yếu hơn một cảnh giới lớn, cho dù thua cũng không có gì. Nhưng nếu Hồng Thiên Bộ có thể ngang nhiên công kích đối thủ lớn hơn một cảnh giới, vì sao hắn không thể? Tới đi, hắn chỉ ngoắc ngoắc ngón tay, vô tri lại ngu xuẩn. Ưng Trường không cười lạnh. Hai cánh hắn rung lên, toàn thân lao vút lên trời cao. Không gian ở đây vô cùng chật hẹp, cũng không thích hợp để hắn phát huy. Nhưng đối phương quá yếu, hắn cũng không cần dùng đến năng lực bay. Bay lên trời như thế chỉ là để tăng cường khí thế mà thôi. Vù, dưới cánh lớn vỗ mạnh, gây ra một trận lốc cường đại. Đây chính là một vị cường giả tứ cốt. Hơn nữa ở đây vốn đã bị đánh quá sức chịu đựng. Toàn bộ tầng hầm ngầm đều đang rung lên, cách giới hạn sụp đổ đã càng lúc càng gần. Lăng Hàn lãnh đạm thản nhiên, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Ưng Trường Không, nói, người chim, trong vòng 3 chiêu, ta liền khiến cho ngươi quỳ xuống lại kêu to chinh phục. Ha ha, Ưng Trường Không cười lạnh một tiếng, sau đó hét lớn. Không được gọi ta là người chim. Hắn vỗ hai cánh, lao xuống về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn, chắp hai tay ở phía sau lưng, bộ dạng ta là đại cao thủ. Chỉ cần ngươi nhào tới là ta có thể một quyền dễ dàng đối phó được ngươi. Đây là giả vờ châu bò, đâm đầu vào chỗ chết. Hồ Thiếu bên yêu tộc kia cũng lãnh đạm thản nhiên nói, Ưng Trường Không đã nhào tới. Nhưng hắn lập tức phát hiện có điểm không thích hợp, tại sao lạnh vậy? Một ý niệm còn chưa có nghĩ hết, liền thấy một đạo băng tiễn bắn qua, tốc độ nhanh kinh người. Đây là ở đâu đánh tới vậy? Ưng Trường Không vội vàng né tránh. Nhưng tốc độ băng tiễn lại đạt tới cấp bậc minh văn cảnh.
hắn lại trốn tránh ở chỗ nào? Bốp! Trên cánh của hắn đã trúng một mũi tên. Mục tiêu này quá lớn, nhất thời, băng xương lan tràn, trong nháy mắt lan ra khắp cánh của hắn. Nếu như chỉ có vậy, lấy thực lực của Ưng Trường Không, ngược lại cũng không đến mức ngã xuống. Nhưng tiếp theo lại có băng tiễn mới bắn ra, một cái tiếp một cái, không ngừng. Sau khi Ưng Trường Không bị bắn trúng mũi tên thứ nhất, liền ý nghĩa hắn không có khả năng lại trốn tránh băng tiễn sau đó. Phụt 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 phụt, hắn liên tục trúng chiêu, chẳng những là trên cánh, cho dù là trên thân thể cũng đầy băng xương. Toàn thân bị băng phong tỏa, căn bản không có cách nào nhúc nhích một ngón tay. Lăng Hàn lấy lực tinh thần đóng lại vòng tròn trận pháp, sau đó tính lấy trở về. Nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người không khỏi chấn động kinh ngạc. Cách không lấy vật, làm sao giống như thần thoại vậy? Lực tinh thần, vô cùng cường đại. Nếu không không có khả năng chưa từng hình hóa hữu hình, cách không lấy vật. À, người này còn là một trận sư, vừa phát động trận pháp, khống chế người chim này. Cái này, Hồng Thiên Bộ cũng tinh thông trận pháp đi. Có người nói hắn đã sớm là trận sư cao cấp. Hiện tại gia hỏa này lại có thể cũng biết. Trời ạ, gia hỏa kia rốt cuộc là ai? Ưng Trường Không không chết. Lăng Hàn đúng lúc ngừng trận pháp, bằng không hắn nhất định sẽ bị băng lạnh sinh sôi rút đi. Sức sống. Cho dù là như vậy, hiện tại hắn cũng chỉ có thể làm tượng băng, hoàn toàn không có cách nào di chuyển được. Lăng Hàn cười nhạt, nói trong vòng 3 chiêu đánh bại ngươi, còn không tin. Hồ Thiếu cuối cùng không ngồi yên nữa. Ưng Trường Không chính là thủ hạ cường đại nhất của hắn. Người này đã thất bại, vậy phái ai ra cũng giống nhau. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 3755, đứng ra một. Hắn là Minh Văn Cảnh, nếu như xuất thủ, đương nhiên có thể dễ dàng đánh bại Lăng Hàn. Nhưng làm vậy chính là ỷ lớn hiếp nhỏ, trên mặt hắn không có ánh sáng. Nhưng, tôn nghiêm của yêu tộc nhất định phải lấy lại, làm sao có thể yếu hơn nhân tộc. Chỉ là nhân tộc, Hồ Thiếu thản nhiên nói, học trộm phương pháp của yêu tộc ta. Ta lấy lại trước, sau đó đi tìm nghị sự trưởng của các ngươi hỏi một chút. Hắn trả đũa, nói Lăng Hàn là ăn cắp phương pháp của yêu tộc, như vậy lần này hắn ra tay chính là đương nhiên, mà không phải ỷ lớn hiếp nhỏ, lấy mạnh mẽ bắt nạt yếu. Lăng Hàn không khỏi lắc đầu, ai nói yêu tộc chính trực. Tâm tư của gia hỏa này lại có thể rất vòng vo. Hắn cười ha ha một tiếng, nói những lời lừa mình dối người này có ý nghĩa gì. Tới đi, buông tay đánh một trận, ta lại sợ ngươi sao? Đòn sát thủ của hắn chính là vòng tròn. Nhưng đối thủ là Minh Văn Cảnh, rất khó phát huy ra hiệu quả ngoài dự đoán. Cho nên, lúc này lại cần hắn vận dụng phi kiếm, hai chiêu kết hợp, có lẽ có thể đưa đến hiệu quả. Cũng chỉ là khả năng, bởi vì Minh Văn Cảnh quá mạnh mẽ. Làm càn, Hồ Thiếu đi nhanh, ép về phía Lăng Hàn. Nhớ kỹ ta tên họ, Hồ Tứ Hải. Hắn phóng ra uy áp đặc biệt của Minh Văn Cảnh. Lại thêm bản thể hắn chính là một con yêu hổ, uy lực mạnh mẽ dữ dội đáng sợ, hình thành áp lực tất nhiên vô cùng đáng sợ, khiến cho tất cả mọi người run rẩy, giống như đối mặt với một con mãnh thú hồng hoang. Đúng lúc này, trần nhà trên đỉnh đầu đột nhiên mở ra. Toàn bộ đấu trường dưới lòng đất nhất thời sụp xuống. Chống đỡ lâu như vậy, căn phòng dưới lòng đất này cuối cùng không chịu được. Toàn bộ đấu trường ầm sụp đổ. Tất cả bụi bặm đều tỏa ra khắp nơi. Nhưng từng tên cao thủ lập tức bạo phát, cứng rắn từ trong đống đổ nát lao ra ngoài. Những người dám tiếp tục ở tại chỗ này, dù thế nào cũng phải là cao thủ cấp bậc hoán huyết, cực cốt, phá vỡ khu phế tích lao ra không thành vấn đề. Chỉ là đấu trường dưới lòng đất vừa sụp xuống, toàn bộ con đường cũng trở nên không thể tưởng tượng nổi. Chí ít ảnh hưởng tới nửa con phố, còn có xe vừa vặn đi qua, thật bất hạnh đâm vào trong tầng hầm. Thật may, chỉ bị rơi vào, không bị chôn vùi. Đoàn người Hồ Tứ Hải tất nhiên đều vọt ra. Bọn họ đưa mắt đảo qua, tìm kiếm vị trí của Lăng Hàn. Nhưng Lăng Hàn giống như mất tích, dù thế nào bọn họ cũng tìm không ra. Đây là đương nhiên. Trong quá trình phá hủy, lao ra, mặt nạ của Lăng Hàn rơi xuống. Trang phục của mọi người đều tương tự nhau, bọn họ làm sao có thể liếc mắt lại nhận ra hắn. Nhân tộc kia, đi ra cho ta. Hồ Tứ Hải quát to, uy thế Minh Văn Cảnh di chuyển,
vô cùng bá đạo. Đánh bại Lăng Hàn tất nhiên là để cứu vãn uy danh của yêu tộc. Nhưng hắn còn đang mơ ước kỹ xảo yêu tộc ở trên người Lăng Hàn. Hắn có cảm giác, nếu có thể có nó, sau này nói không chừng hắn có thể trở thành đại thánh của yêu tộc. Cho nên, hắn nhất định phải tìm ra Lăng Hàn, đoạt được bí thuật. Lăng Hàn suy nghĩ một chút. Nếu những người yêu tộc này không nhận ra hắn, vậy hắn đơn giản không ra mặt nữa. Hắn lại không ngốc. Hiện nay hắn cũng không có thể địch nổi Minh Văn Cảnh. Hắn tự tin, nhưng tuyệt đối không có cuồng vọng, nhảy qua hai cảnh giới lớn. Nếu có thể thắng, đó mới thật sự là không bình thường. Hắn làm đã đủ nhiều, liên tục đánh bại bốn gã cường giả của yêu tộc, trong đó thậm chí còn có hai tồn tại cực cốt cảnh. Đủ rồi, hiện tại trọng trách này lại giao cho Dương Bách, Hồng Thái Sư. Cho dù hắn thật sự có thể đánh bại Hồ Tứ Hải, vậy thêm một hoàng tử khai khiếu cảnh chạy ra nữa, cũng muốn hắn ra tay sao? Không ra sao? Hồ Tứ Hải lộ ra cười lạnh. Vậy ta liền bắt đầu giết người, giết cho tới khi ngươi đi ra mới thôi. Mọi người không khỏi vừa giận vừa sợ. Yêu tộc này thật đúng là thủ đoạn độc ác. Hơn nữa đây chính là đế đô, ngươi làm sao dám? Nhưng người ta là Minh Văn Cảnh. Trong đế đô cũng chỉ có Dương Bách và Hồng Thái Sư có thể chống lại. Nếu như hai vị này không tới, ngăn cản thế nào? Hơn nữa, trên yêu hổ này còn có một vị hoàng tử khai khiếu cảnh. Đó mới là kinh khủng nhất. Lại cho rằng ta không dám sao? Ánh mắt Hồ Tứ Hải đảo qua, tập trung ở trên người của Hiên Viên Định Quốc. Đây là người đi cùng Lăng Hàn. Nếu như không thấy Lăng Hàn, vậy lấy người này ra khai đao. Hiên Viên Định Quốc không khỏi biến sắc, nói, ta lại là con trai của Hiên Viên Đại Soái. Ngươi dám động ta, cha ta nhất định sẽ giết ngươi. Thực sự cười chết ta, chỉ là một Minh Văn Cảnh, cùng giai với ta. Hồ Tứ Hải cười to, cùng giai đánh, một trận ai có thể đánh bại ta. Những lời này, hắn nói với sự tự tin tăng cao. Nhân tộc kia, ngươi ra hay không ra? Hồ Tứ Hải lại nói. Ta đếm tới ba, ngươi còn không ra, liền chuẩn bị thay bằng hữu này của ngươi nhặt xác đi. Một, không nên ra ngoài. Hiên Viên Định Quốc lại giống to hơn. Hắn lại là con trai của Hiên Viên Đại Soái. Chút khí phách ấy vẫn phải có. Hắn tức giận trừng mắt với Hồ Tứ Hải. Thánh Hoàng xuất quan, các ngươi sẽ chờ khóc đi. Hai, Hồ Tứ Hải không hề động đậy. Chỉ có khai khiếu cảnh, một mình ngũ hoàng tử là trấn áp được. Lăng Hàn thở dài. Hắn tất nhiên không có khả năng chờ. Mắt nhìn Hiên Viên Định Quốc bị giết chết. Lúc này hắn chợt nhảy ra, nói, mèo con, ngươi lại không thể có chút tiền đồ hay sao? Lăng Hàn, lại là Lăng Hàn, hóa ra người kia là Lăng Hàn. Không hổ danh là Hồng Thiên Bộ thứ hai, ngay cả trận pháp cũng biết. Đáng tiếc, hắn ở trên cuộc so tài săn bắn mạnh mẽ đột phá, không có bảo quả sinh mạng bù đắp bản nguyên, tối đa chính là đạt được hoán huyết ngũ biến, tuyệt đối không thể lại có tiến cảnh. Hừ, người ta dám đứng ra đấu cùng yêu tộc, cho dù tu vi của hắn sau này rơi đến thông mạch cảnh, ta cũng phục hắn. Ta cũng phục. Mọi người đều nói. Có người khinh thường Lăng Hàn, có người lại vô cùng kính phục, cho rằng Lăng Hàn vừa rồi có thể đứng ra, chính là nam nhân. Đánh bại bốn gã cao thủ của yêu tộc, vậy càng là nam nhân trong nam nhân. Hồ Tứ Hải nhìn sang, không khỏi lộ ra nụ cười lạnh, hóa ra ngươi chính là Lăng Hàn. Không sai, là Lăng gia gia nhà ngươi. Lăng Hàn hoàn toàn không khách khí, chống lại những xúc sinh vậy không cần. Các bạn đang nghe truyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 3756, đứng ra hai. Ngươi có thể ngăn được mấy chiêu của ta? Hồ Tứ Hải vẻ mặt lộ ra xem thường, đi từng bước một tiến về phía Lăng Hàn. Ầm, 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 mỗi một bước hạ xuống đều phát ra âm thanh cực lớn, hình như đập vào lòng người. Hắn đây là đang cố ý tạo áp lực cho Lăng Hàn. Lăng Hàn hít một hơi thật sâu. Trạng thái của hắn bây giờ lại hoàn toàn không tính là tốt. Trúng độc, lại dùng hết huyết khí sôi trào, làm thế nào có khả năng chống đỡ được tên Minh Văn Cảnh này? Ngươi có thể tiếp ta một chiêu, ta liền tha cho ngươi khỏi chết. Hồ Tứ Hải cười to nói, hoàn toàn không có để ý đây chính là đế đô của nhân tộc, mà không phải là địa bàn của yêu tộc. Ngươi có thể tiếp ta một chiêu, à, cũng tha cho ngươi khỏi chết. Một bình thản cực kỳ âm thanh vang lên, lại là làm cho lòng người đám dao động. Ca, Hồng Thiên Lượng lập tức kêu lên,
tràn ngập niềm vui bất ngờ. Ca, ca ca của Hồng Thiên Lượng, Hồng Thiên Bộ, là yêu nghiệt ép trời kia. Cho dù là Hồ Tứ Hải cũng thoáng lộ ra một vẻ thận trọng. Mấy ngày qua hắn cũng không biết bao nhiêu lần nghe nói qua về cái tên Hồng Thiên Bộ. Ban đầu, hắn vốn chỉ tưởng nhãn giới của nhân tộc quá thấp, tùy tiện một người mạnh một chút liền được đặt cho danh hiệu yêu nghiệt ép trời. Nhưng vừa rồi, sau khi chứng kiến thực lực của Lăng Hàn, hắn đối với Hồng Thiên Bộ lại xem trọng thêm vài phần. Hồng Thiên Bộ, tất cả mọi người đưa mắt tìm kiếm. Không ít người chỉ nghe nói qua cái tên Hồng Thiên Bộ, lại căn bản không có tận mắt nhìn thấy người này. Chỉ thấy một người mặc y phục màu trắng đi nhanh tới. Ánh trăng giống như nước, chiếu vào trên người của hắn, tản ra ánh sáng trong lành. Điều này giống như là một mỹ nam tử không nên tồn tại ở nhân gian, ôn văn nho nhã, không có một chút cơn tức, khiến người ta nhìn vào cũng sẽ có cảm giác linh hoạt kỳ ảo, thậm chí tung bay giống như tiên. Hồng Thiên Bộ, yêu nghiệt ép trời, kỳ tài võ đạo, kỳ tài trận đạo, trăm năm, thậm chí nghìn năm khó gặp. Hồng Thiên Bộ, Hồ Tứ Hải nhìn sang, ánh mắt thoáng nghiêm lại. Người có tên, cây có bóng. Hồng Thiên Bộ hiện tại đang giống như mặt trời ban trưa, hắn cũng không thể không nghiêm túc đối phó. Hơn nữa, hắn có loại cảm giác mãnh liệt, nam nhân đang đi tới này vô cùng đáng sợ. Cho dù là hắn cũng cảm giác được hơi lạnh, không muốn đối mặt. À, còn không có ra tay, cũng chỉ là đi tới như thế, lại có uy thế như thế. Hồng Thiên Bộ này đến cùng mạnh mẽ đến trình độ nào? Chỉ là yêu tộc, cũng dám khiêu chiến nhân tộc chính thống. Hồng Thiên Bộ tháo y mái lên tiếng. Trong nháy mắt những lời này lại thiêu đốt tâm tình của tất cả mọi người. Chút giận, thực sự được chút giận, tĩ, khí tăng cao. Hồ Tứ Hải nhất thời giận tím mặt. Hắn kiêng kỵ Hồng Thiên Bộ là một chuyện, nhưng bây giờ lại liên quan đến tranh đại thế giữa nhân tộc và yêu tộc. Hắn tuyệt đối không thể tỏ ra yếu kém. Hồng Thiên Bộ, khẩu khí của ngươi quá lớn. Ngươi căn bản không biết yêu tộc ta có bao nhiêu thiên kiêu cường đại. Hắn lạnh lùng nói, ngươi không đáng kể chút nào. Ầm. Hồng Thiên Bộ ra tay, từ phía xa chính là một chưởng đánh qua. Kinh lực đáng sợ biến hóa, giống như một ngọn núi đập về phía Hồ Tứ Hải. Hồ Tứ Hải cười lạnh một tiếng, lúc này hắn tất nhiên không thể kinh sợ, giơ tay đáp lại. Hắn cũng thật sự có năng lực, đánh ra một chưởng đúng là hóa thành hổ hình, rít gào lưu chuyển. Hai kinh lực va chạm vào nhau, con mãnh hổ kia nhất thời bị chấn động tới mức nát bấy. Kinh lực của Hồng Thiên Bộ trùng trùng điệp điệp nghiền ép qua, khiến cho sắc mặt Hồ Tứ Hải đại biến, thân hình vội vàng nghiêng một cái, tránh khỏi. Đây là lợi ích của kinh lực phóng ra ngoài, đánh không lại còn có cơ hội né tránh. Nhưng vật lộn gần người, vậy sẽ không có giảm sóc. Sắc mặt Hồ Tứ Hải biến đổi kịch liệt, thất thanh nói, lực lượng của ngươi làm sao có thể cường đại như vậy? Hắn dù gì cũng là cường giả tứ văn, có thể nghiền ép hắn như thế, tuyệt đối không phải đơn giản là năm văn như vậy, mà là cường giả khai khiếu cảnh. Khai khiếu cảnh, hắn thử thăm dò nói. Hồng Thiên Bộ cười nhạt, nói, ta giống như ngươi, cũng là minh văn cảnh. Tu vi của ta là tam văn, phụt. Hồ Tứ Hải thiếu chút nữa phun một búng máu ra ngoài. Cảnh giới ngươi giống như ta, không, còn muốn yếu hơn một cảnh giới nhỏ, nhưng đánh ta lại hoàn toàn nghiền ép. Điều này còn có thiên lý sao? Phải biết rằng hắn không có khả năng là yêu thú bình thường, có một tia huyết mạch yêu hổ viễn cổ, tự xưng là vô địch trong cùng giai. Nhưng bây giờ hắn lại bị người lấy yếu thắng mạnh. Đối thủ này hết lần này tới lần khác còn là một nhân tộc. Sao có thể như vậy được? Nhân tộc từ lúc nào trở nên mạnh như vậy? Giật mình cũng không chỉ là yêu tộc, những người khác cũng chấn động kinh ngạc đến mức da đầu tê dại. Hồng Thiên Bộ lại có thể bước vào minh văn cảnh, hơn nữa còn là cường giả tam văn. Thiên tài giống như hắn vậy, khiêu chiến vượt cấp dễ dàng giống như uống nước. Nói cách khác, chiến lực của hắn chắc hẳn là đạt tới khai khiếu cảnh. Khai khiếu cảnh giống như chiến lực của Thánh Hoàng Bệ Hạ. Rất nhiều người nghĩ như vậy. Dù sao trước đây nhìn thấy cảnh tượng Trần Phong Viêm phát uy cũng chỉ có rất ít người. Cho dù là Lăng Hàn, trong lòng cũng thoáng động. Hắn không nghĩ tới Hồng Thiên Bộ tiến bước thật sự kinh người như vậy. Phải biết rằng, Hồng Thiên Bộ hiện tại cũng chỉ mới 23. À, qua năm là 24 tuổi. Một cường giả tam văn 24 tuổi, cho dù trước đây thời điểm võ đạo sơ hưng, bảo quả xuất hiện quy mô lớn, lại có người nào có thể bước vào tam văn nhanh như vậy sao? Gia hỏa kia vẫn luôn thăm dò di tích cổ, xem ra nhận được rất nhiều thu hoạch, mới khiến cho hắn có thể tiến bước nhanh chóng và mãnh liệt như vậy. Tam văn sao,
Hồ Tứ Hải thì thào, ánh mắt của hắn dần dần trở nên kiên định. Được, để ta tới lĩnh ngộ đệ nhất thiên tài nhân tộc ngươi. Vèo, hắn bay nhào tới, thật nhanh. Lăng Hàn cũng chỉ cảm thấy hai mắt hoa lên một cái, gần như không có cách nào bắt được tung tích của Hồ Tứ Hải. Thế này chắc hẳn đạt tới tốc độ gấp 4 tốc độ âm thanh. Theo lý thuyết, Minh Văn Cảnh chắc hẳn là gấp 3 lần vận tốc âm thanh. Nhưng hắn lại cố tăng lên một cấp bậc. Ngay cả Lăng Hàn cũng như vậy, huống gì là những người khác. Ai cũng chỉ cảm thấy trước mặt chợt hoa lên một cái, đã mất đi hình bóng của Hồ Tứ Hải. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 3757, yêu nghiệt ép trời hồng, thiên bộ. Hồng Thiên Bộ lại hoàn toàn không để ý chút nào, chỉ đưa tay nhấn một cái. Ầm, liền thấy Hồ Tứ Hải bị chấn động bay ra ngoài, một búng máu từ trong miệng hắn phun tới. Sau đó hắn nặng nề ngã sấp xuống đất, hai tay, hai chân co quắp, đúng là không có thể lập tức bò dậy được. Thật mạnh, ngươi có thể ngăn cản một chiêu của ta, ta liền không lấy tính mạng của ngươi. Hồng Thiên Bộ thản nhiên nói, bên cạnh ta đang cần một con vật cưỡi. Ngươi hãy đi theo ta. Đám người Việt triều đều giận dữ. Yêu tộc bọn họ là tồn tại cao quý tới mức nào? Nhân tộc nho nhỏ lại dám bảo bọn họ làm vật cưỡi, quả thực đâm đầu vào chỗ chết. Nhưng bọn họ lại có người nào là đối thủ của Hồng Thiên Bộ? Thiên Lượng, dẫn người trở lại. Hồng Thiên Bộ quay đầu lại nói. Vâng, Hồng Thiên Lượng lập tức đi về phía Hồ Tứ Hải chạy. Tuy rằng hắn vẫn lấy người ca ca này làm mục tiêu vượt qua, cũng căm giận sống ở dưới một bóng ma như vậy. Nhưng thật ra khi nhìn thấy Hồng Thiên Bộ, hắn lại giống như những người khác, chỉ còn lại có phục tùng, kính nể, e sợ. Nam nhân này chính là giống như thiên thần, những người khác chỉ có phần run sợ. Ngươi dám? Đám người dê vội vàng đi ra ngăn cản, nhưng bị Hồng Thiên Bộ một chưởng phất qua, tất cả chỉ có phần bị đánh bay. Uy lực của Hồng Thiên Bộ, không người nào có thể ngăn cản. Chỉ thấy Hồng Thiên Lượng nắm lấy một cổ tay Hồ Tứ Hải, sau đó kéo đi. Hồng Thiên Bộ! Hồng Thiên Bộ! Hồng Thiên Bộ! Có người kêu tên Hồng Thiên Bộ. Sau khi một người kêu lên, rất nhanh lại có nhiều hơn người hưởng ứng. Tất cả đều theo đó kêu to, cuối cùng giống như hóa thành đại dương mênh mông, tâm tình cuồng nhiệt thiêu đốt mỗi người. Mặc dù Hồng Thiên Bộ chỉ đánh một trận, nhưng danh tiếng lại hoàn toàn che lấp Lăng Hàn. Nói đến năng lực chiến đấu trong cùng giai, Lăng Hàn trước đánh bại hai hoán huyết, lại đánh bại hai cực cốt, đã là cực hạn có thể làm được. Thậm chí, so với Hồng Thiên Bộ còn muốn xuất sắc, nhưng ai bảo Hồng Thiên Bộ đánh bại là lão đại của đối phương. Hồng Thiên Bộ chỉ thản nhiên cười, ánh mắt của hắn đảo qua, dừng ở trên người Lăng Hàn. Nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, hắn lại rời ánh mắt đi, giống như căn bản không để Lăng Hàn để ở trong lòng. Đây là một loại miệt thị, cũng một loại tự tin. Ngươi là Hồng Thiên Bộ thứ hai. Ha ha, ngay cả tư cách khiến cho ta liếc mắt nhìn thêm cũng không có. Lăng Hàn cũng không nổi giận. Người như vậy ở trong thế giới nguyên hắn thấy cũng nhiều. Nhưng người không phải là bị hắn vượt qua. Những người vượt qua, tất cả trở thành đá kê chân trên con đường cường giả của hắn. Hắn tin tưởng, Hồng Thiên Bộ cũng sẽ không ngoại lệ. Đương nhiên, ánh mắt này vẫn có chút dụng ý. Đó chính là khiến cho ý chí chiến đấu của Lăng Hàn càng tăng cao. Dẫm lên nhị thế tổ thật sự được không có ý nghĩa gì. Thiên tài như Hồng Thiên Bộ mới có thể khiến cho Lăng Hàn sau khi vượt qua cảm thấy vui vẻ. Hồng Thiên Bộ thu hồi ánh mắt, xoay người đi. Hai tay hắn chắp lại để ở sau lưng, y phục màu trắng tung bay, tiêu sái đến mức không thể tăng thêm được nữa. Hồng Thiên Bộ vẫn yêu nghiệt như vậy. Hiên Viên Định Quốc đã đi tới, đầy cảm thán nói. Hắn vừa nhảy vào cực cốt, đã có thể xưng là cao thủ, nhưng vừa so sánh với Hồng Thiên Bộ. Người ta mới 24 tuổi, nhưng ngay cả Minh Văn Cảnh cũng có thể trong lúc nói cười càn quét. Chênh lệch này xa tới mức nào? Đều cho là hắn còn đang là tam cốt. Nhưng người ta lại là vô thanh vô tức lại bước vào tam văn. Lấy mức độ yêu nghiệt của hắn, cho dù là Hồng Thái Sư, nghị sự trưởng cũng không có cách nào địch nổi hắn. Hiên Viên Định Quốc lại nói, hoàn toàn xứng đáng là cao thủ thứ hai của đế quốc. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, vỗ vào vai, Hiên Viên Định Quốc nói, cố gắng một chút, sau này không phải là không có cơ hội vượt qua. Hiên Viên Định Quốc cười khổ, yêu nghiệt như... Vậy vượt qua thế nào? Nhưng hắn vẫn mỉm cười, nói, cảm ơn người.
Cảm ơn cái gì? Cảm ơn ngươi vì ta đứng ra. Nếu không con yêu hổ kia thật sự có khả năng giết chết ta. Hiên Viên Định Quốc nghiêm nghị nói, không nên nói giống như ngươi là lão bà của ta vậy. Lăng Hàn nhe răng, hắc hắc, ý của ngươi là muốn bảo ta lấy thân báo đáp sao? Lăn, đấu trường dưới lòng đất cũng đã sụp xuống. Lăng Hàn tất nhiên không có khả năng lại đi chiến đấu, hắn chỉ có thể quay lại học viện. Chỉ có điều chiến đấu liền 4 trận, ngày hôm nay cũng đủ rồi. Sau khi trở lại học viện, việc đầu tiên của Lăng Hàn đương nhiên là trừ độc. Lăng Hàn vừa ăn bách hóa đan, vừa vận công hóa giải, tốn 2 ngày mới đẩy được kịch độc trong cơ thể ra ngoài. Sự kiện khuya ngày hôm trước phát sinh xung đột đã trở thành trọng tâm câu chuyện bùng nổ ở bên trong đế đô. Lúc này mọi người mới biết được, hóa ra Việt Triều đúng là cường đại như vậy. Một hoàng tử chính là tu vi khai khiếu cảnh. Tùy tiện một sứ giả chính là minh văn cảnh. Trước đó, phần lớn mọi người đều cho rằng Việt Triều là tới xương thần. Nhưng ngày hôm trước, sau khi đánh một trận, mọi người mới biết Việt Triều này là lòng muông dạ thú, cũng không xương thần thậm chí kết thành đồng minh mà muốn cho Huyền Bắc Quốc quy phụ. Chỉ là một hoàng tử cũng có thể so sánh cùng thánh hoàng của bọn họ sao? Những người này tới không có ý tốt. Nếu như Việt Triều phát binh tới đánh, Huyền Bắc Quốc chống đỡ được sao? Những người này đều là yêu thú. Tuy rằng hóa thành hình dáng của nhân loại, nhưng bản chất cũng sẽ không bởi vậy mà thay đổi. Người nào không biết yêu thú tàn ngược, thích ăn thịt người. Nếu như Huyền Bắc Quốc thật sự trở thành khu vui chơi cho yêu thú, vậy tất cả mọi người phải lưu lạc trở thành khẩu phần lương thực. Thật may, Hồng Thiên Bộ đứng ra, một đòn lại đánh bại hổ thiếu gì đó, chấn hưng thanh thế của Huyền Bắc Quốc. Lăng Hàn cũng bị kéo theo một câu, nhưng ở dưới hào quang của Hồng Thiên Bộ, hắn tất nhiên buồn bã thất sắc. Tên hoàng tử Việt Triều kia rất nhanh liền đưa ra đáp trả, hẹn chiến cùng Hồng Thiên Bộ ở bãi săn bắn hoàng gia. Không được hoàng gia cho phép, ai dám tự ý đi vào trong đó. Hiện tại tên hoàng tử Việt Triều kia ước chiến ở nơi đó, nói rõ là đang khiêu khích với Huyền Bắc Quốc. Dưới kích thích này, triều đình và bách tính trên dưới cực kỳ phẫn nộ. Tất cả đều dâng thư về phía Dương Bách, cho dù Ngọc Nát đánh một trận, cũng không thể để mặc cho yêu thú làm càn. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 3758, Hoàng tử yêu tộc ước chiến. Chỉ có điều, Hồng Thái Sư sốt ruột tới thăm Dương Bách. Rất nhanh, nghị sự trưởng lại đưa ra quyết định, đồng ý trận chiến này. Hồng Thiên Bộ cũng đưa ra lời đáp lại, một chữ, chiến. Toàn bộ đế đô đều chấn động. Hiện tại mọi người đều biết hoàng tử yêu tộc chính là tu vi khai khiếu cảnh, nhưng Hồng Thiên Bộ lại chỉ là minh văn cảnh, vậy làm sao đánh? Không phải sẽ thua sao? Nhưng bất luận là triều đình hay là bản thân Hồng Thiên Bộ, dường như đều tràn ngập lòng tin đối với trận chiến đấu này. Bằng không làm sao có thể đáp ứng chiến đấu? Chẳng lẽ muốn ở trước mặt toàn bộ người đế đô bị đánh bại bởi một con yêu thú? Thời điểm ước chiến lại được quyết định vào ngày hôm sau. Không cần ai đi tuyên truyền, tất cả mọi người đều quyết định sẽ đi quan sát cuộc chiến, tận mắt nhìn thấy được Hồng Thiên Bộ đánh bại hoàng tử yêu tộc. Lăng Hàn tất nhiên cũng nhanh chân đến xem, hắn muốn biết Hồng Thiên Bộ đến cùng mạnh mẽ tới mức nào. Ngày hôm sau, hắn dẫn theo tiểu thị nữ xuất phát. Ban đầu muốn đón xe, nhưng hôm nay trên đường lại có thể không nhìn thấy được một chiếc xe nào. Bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là cùng tiểu thị nữ đi bộ tới. Thật may bọn họ xuất phát sớm, thời điểm đến bãi, săn bắn vẫn chưa đến thời gian ước chiến. Nhìn xe cộ đỗ đầy ở lối vào, Lăng Hàn cuối cùng cũng biết vì sao không gọi được xe. Tất cả tài xế đều chạy tới nơi này quan sát cuộc chiến, căn bản không muốn kinh doanh. Ngay cả người lái xe cũng không buôn bán, vậy những người khác thì sao? Ngày hôm nay vệ binh cho phép qua, tất cả mọi người có thể đi vào. Mà ở trên quảng trường này đông nghịt một mảnh, đã sớm có người đứng đầy. Lăng Hàn tin tưởng Hồng Thiên Bộ và Hoàng tử yêu tộc chiến đấu tuyệt đối không thể tiến hành ở chỗ này, nhất định sẽ đặt ở trong thâm sơn. Cho nên cho dù ở đây tìm một vị trí tốt cũng vô dụng. Hắn liền cùng Hoán Tuyết tiếp tục đi tới đỉnh núi, từ trên cao nhìn xuống, phạm vi tầm nhìn thật tốt. Có không ít người cũng ôm ý nghĩ tương tự với hắn. Ví dụ như Hiên Viên Định Quốc, Tần Tinh Hỏa, vân vân. Ai cũng đứng ở trên đỉnh núi, còn cướp được vị trí có lợi. Lần này người qua xem cuộc chiến, so với thời điểm diễn ra cuộc so tài săn bắn còn đông hơn nhiều.
Dù sao khi đó cũng không có mở ra đối với toàn thể bách tính. Mấy người kia là ai? Lăng Hàn hỏi Hiên Viên Định Quốc. Ánh mắt hắn lại nhìn về phía mấy nam tử trung niên 30-40 tuổi. Mỗi người đều tản ra khí tức kinh người. Mấy vị hoàng tử thứ hạng sát đầu. Hiên Viên Định Quốc có chút kính nể, e sợ nói, người mặc trang phục màu vàng kia, đó là tam hoàng tử Trần Văn Hoa. Bên cạnh hắn là lục hoàng tử là Trần Văn Bân. Vị ở bên cạnh kia, thất hoàng tử Trần Thái Thanh. Lần ước chiến này lại có thể kinh động tới cả mấy vị hoàng tử thứ hạng sát đầu, có thể thấy được tầm quan trọng của trận chiến này. Còn mặt khác, có lẽ mấy vị hoàng tử cũng muốn biết thực lực chân chính của Hồng Thiên Bộ. Nếu như sau này bọn họ kế thừa ngôi vị hoàng đế, cũng nên hàng phục kỳ tài ngút trời này như thế nào. Thời gian ước chiến là 10 giờ, hiện tại còn khoảng nửa giờ nữa. Bởi vậy, mọi người trên núi đều tìm người nói chuyện, giết thời gian một chút. Lăng Hàn đang cùng Hiên Viên Định Quốc nói chuyện phiếm. Chưa nói được mấy câu, liền thấy yêu nữ Ân Tú Tinh này lắc lư cái mông đi tới. Người còn chưa tới, ánh mắt quyến rũ đã nhẹ nhàng nhìn qua trước. Hàn đệ đệ, ngươi thực sự không có suy nghĩ, lại đi đánh những người quái dị yêu tộc này, lại có thể không để cho tỷ tỷ lên. Nàng hờn dỗi nói, Lăng Hàn không khỏi toát mồ hôi. Hắn đi tới đấu trường dưới lòng đất lại không phải vì đánh yêu tộc, chỉ là vừa vặn đụng vào hắn. Đây là vòng ánh sáng thù hận lại tạo nên tác dụng sao? Lần sau nhất định thông báo Ân cô nương. Hắn ứng phó nói, vậy còn được. Ân Tú Tinh yểu điệu nói, ánh mắt quyến rũ, cực kỳ động lòng người. Hiên Viên Định Quốc kéo Ân Tú Tinh qua một bên, nói, ta nói, nàng chẳng lẽ thật sự rất động tâm đối với Lăng Hàn sao? Thế nào, ghen tị sao? Ân Tú Tinh ném qua một mị nhãn. Hiên Viên Định Quốc là một người thông minh, liền vội vàng lắc đầu, nói, nàng cũng không nên kéo ta xuống nước. Ta lại không thể trêu vào yêu nữ nàng. Chỉ có điều, nàng thật sự muốn động tâm, nhưng phải nắm chắc. Có một số việc ta không thể nói cho nàng biết. Nhưng tiền đồ tương lai của Lăng Hàn không thể đo đếm. Ân Tú Tinh kinh ngạc. Hiên Viên Định Quốc lại có thể có đánh giá cao đối với Lăng Hàn như vậy. Tuy rằng Lăng Hàn biểu hiện ra thiên phú võ đạo kinh người, nhưng lại không phải là không có tiền lệ khởi đầu thiên phú kinh người, nhưng chậm rãi lại ảm đạm không ánh sáng, tiêu tan trong đám đông. Lấy thân phận cao quý tôn nữ thực nguyệt đại soái của nàng, gia tộc lại đồng ý gả nàng cho một người chỉ là có thiên phú võ đạo đột xuất sao. Theo ý tứ của cả nhà, là muốn gả nàng cho vị hoàng tử nào đó. Nàng không khỏi lại nhìn về phía Lăng Hàn, tiểu tử này đến cùng có gì đặc biệt hơn người, lại có thể khiến cho Hiên Viên Định Quốc tôn sùng như vậy. Đúng lúc này, chỉ thấy một nam tử trung niên đo về phía bọn họ, long hành hổ bộ, tràn ngập khí phách. Thất hoàng tử, điện hạ, Hiên Viên Định Quốc và Ân Tú Tinh vội vàng hướng về phía người kia ôm quyền hành lễ. Vị này chính là Trần Thái Thanh, con trai thứ 7 của Trần Phong Viêm. Trần Thái Thanh giơ tay lên. Mấy vị hoàng tử sát đầu đều kế thừa được huyết mạch cường đại của Thánh Hoàng hiện nay. Thực lực mạnh như thế nào còn không biết, nhưng khí tức lại cường đại cực kỳ, khiến người ta vừa thấy sẽ sinh lòng kính ngưỡng. Lăng Hàn cũng ôm quyền, nói, điện hạ. Trần Thái Thanh cười khanh khách đánh giá Lăng Hàn, nói, mấy ngày trước, thời điểm ta bái kiến Phụ Hoàng, từng nghe Phụ Hoàng nói về ngươi, tràn ngập thưởng thức. Ân Tú Tinh càng giật mình hơn, ngay cả Thánh Hoàng bệ hạ cũng sẽ nhắc tới Lăng Hàn ở trước mặt con trai. Trái lại, gia hỏa này đến cùng đã làm gì? Lăng Hàn lại cười, nói, điện hạ quá lời. Ha ha, quá mức khiêm tốn chính là kiêu ngạo. Cô vương lại làm sao dám bịa ra chuyện Phụ Hoàng nói như vậy? Trần Thái Thanh cười to nói. Hắn dừng một chút, nói tiếp. Lăng Hàn, cô vương đang cần nhân thủ. Ngươi có bằng lòng làm việc cho cô vương hay không? Các bạn vừa nghe xong tập 375 của bộ truyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.